Tựa nốt thăng trong bản nhạc nhộn nhịp của phố biển Nha Trang, ốc đảo Chamba Island với vẻ đẹp hiện đại lẫn truyền thống. Đặc biệt, tại khu làng nghề Cham O Six đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho du khách. Một không gian tâm linh huyền bí nép mình bên dòng sông. Đôi bàn tay khéo léo của thợ lành nghề. Sản phẩm thủ công kế thừa truyền thống. Tái hiện không gian làng nghề truyền thống được kế thừa từ bao đời. Khu làng nghề truyền thống Cham O Six. Bên bờ sông cái hiền hòa. Bao phủ dưới nắng chiều dịu nhẹ. Không gian thờ tự trầm mặc giữa phố thị xô bồ. Không gian gốm bầu trúc, những tuyệt phẩm được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo. Họa tiết mộc mạc, gần gũi, nhẹ nhàng. Mang đậm dấu ấn của nền văn hóa Chăm Pa. Nghề chăm nón được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Đôi tay cần mẫn chăm nên chiếc nón lá dân dã mộc mạc vô cùng duyên dáng. Nghề đan cói thủ công giản đơn mà tinh tế. Đôi tay đan lưu giữ nét đẹp cổ truyền. Sản phẩm không rực rỡ sắc màu nhưng kích thích thị giác. Tranh thêu tay là nghề truyền thống Việt. Những bức tranh thêu tay được thổi hồn từ đường kim mũi chỉ. Khu nghề dệt thổ cẩm. Tiếng lách cách vang lên đều đều. Khung dệt đơn sơ nối liền sợi chỉ mảnh. Họa tiết thổ cẩm biểu tượng hồn quê hương. Một không gian mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh người Việt. Một không gian trải nghiệm thú vị cho tất cả mọi người. Cham O Six, nơi giá trị văn hóa được lưu giữ và hòa nhập.